Thầy chào các bạn, trong buổi học hôm nay chúng ta cùng nhau sang chủ đề về chuyển động Bài đầu tiên thầy nêu một số kiến thức liên quan đến đơn vị thời gian làm nền tảng Nền tảng cho các phép tính toán đối với bài toán chuyển động Đấy. Tất cả à, các vấn đề này các bạn đều đã biết rồi, thầy nhắc lại thôi Nhất này, một thế kỷ bằng bao nhiêu năm các bạn? Một thế kỷ bằng 100 năm, đúng không? 100 năm chúng ta cần phải biết những cái đơn vị đo như thế này Đấy, không những phục vụ trong toán học mà phục vụ trong đời sống nữa nhá một năm sẽ bằng 12 tháng rất rõ rồi đúng không 12 tháng lớp 1 chúng ta đã biết rồi một năm thường sẽ bằng bao nhiêu ngày các bạn sẽ là 365 ngày nhá 365 ngày còn năm nhuận sẽ là 366 ngày cứ 4 năm thì lại có 1 năm nhuận Cứ 4 năm lại có 1 năm nhuận Một tuần lễ chúng ta dễ dàng Nhớ được nó là 7 ngày Được chưa? Một ngày là 24 giờ Một giờ là 60 phút Một phút là 60 giây Đúng chưa? Thế thì à, đây là từ đơn vị lớn ra đơn vị bé Thế thì ngược lại thì sao? Ngược lại thì sao? Ngược lại thì chúng ta muốn tìm số ngày khi biết số tuần thì chúng ta sẽ chia cho à thật xin lỗi muốn tìm số tuần khi biết số ngày thì chúng ta sẽ chia cho 7 đúng không và tương tự như vậy muốn biết số giờ chúng ta lấy số phút chia cho 60 Đấy, ví dụ chỗ này nhé ví dụ 120 phút 120 phút chúng ta quy đổi ra giờ thì chúng ta lấy 120 chia cho 60 và sẽ bằng 2 giờ. 2 giờ, đúng không? Giờ thì người ta thường ký hiệu là 2 h thế này, đơn vị là giờ. Đấy, trong tiếng Anh gọi là how, 2 giờ, đúng không? Đấy. Tương tự dây như vậy, dây ví dụ nhé. Ví dụ như này, 180 giây đây. Các bạn đổi ra cho thầy bằng bao nhiêu phút thì chúng ta sẽ quy đổi chúng ta sẽ được 180 chia cho 60 sẽ bằng 3, 3 phút đúng không? Đấy, tương tự như vậy ở chỗ này, ví dụ như là 35 ngày. 35 ngày quy đổi ra chúng ta lấy 35 chia 7 chúng ta được là 5 tuần. 5 tuần đúng không? và theo ngày và giờ cũng vậy đấy thầy nhắc lại những kiến thức ở lớp dưới chúng ta đã được biết rồi rất dễ nhưng mà các bạn cũng nên nhớ lại tránh những nhầm lẫn đáng tiếc mà có thể xảy ra khiến cái trong quá trình làm bài mình bị sai số nha với các phép tính liên quan đến đơn vị thời gian đấy chúng ta có những phép đó là phép quy đổi về mặt thời gian phép cộng phép trừ phép nhân và phép chia Đúng không tương tự như các phép toán trong dạy à, trong số tự nhiên hay là trong số phân hoặc là phân số nha Đầu tiên đó là phép quy đổi thời gian. À, ở à, phần trước thầy đã nói rồi, chúng ta đã có bảng các đơn vị thời gian quy đổi rồi, nhưng mà theo chiều thuận đúng không? Bây giờ thầy sẽ luyện tập à, cùng nhau luyện tập 6 để ví dụ về việc quy đổi thời gian. 1,5 giờ các bạn đổ cho thầy xem bằng bao nhiêu phút thì chúng ta lưu ý 1 giờ bằng 60 phút Do đó 1,5 giờ sẽ bằng 1,5 nhân 60 1,5 x 60 thì 90 phút các bạn nhé đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị bé thì chúng ta phải tính nhân ngược lại đổi từ đơn vị bé ra đơn vị lớn chúng ta phải dùng phép tính chia ví dụ 2 2 giờ 15 phút bằng bao nhiêu phút Ở đây 15 phút thì rõ ràng rồi Vậy chúng ta chỉ cần đổi 2 giờ thôi Đúng không? 2 giờ thì các bạn sẽ được là 2 nhân 6 10 đúng không? 15 phút chúng ta cộng thêm 15 Và ra đáp số 2 nhân 60 bằng 120 120 cộng 15 chúng ta ra 135 phút yeah. Ví dụ số 3 75 phút ra giờ à từ đơn vị phút ra giờ thì chúng ta phải chia đúng không? Chúng ta sẽ được 75 chia 60 hay 75 phần 60. Đơn vị là gì? Đơn vị là giờ đúng không? Khi các bạn rút gọn cả tử và mẫu cho bao nhiêu đấy? <laughs> cho 15 đúng không? Cho 15 chúng ta sẽ được 5 phần 4 giờ. Nếu mà đổi ra số giờ phân chúng ta được là 1,25 giờ. Đấy, được chưa? vậy là bằng 5 phần tức giờ hoặc là 1,25 giờ vậy nên nhớ rằng đổi đơn vị cấp dưới tức là bé ra đơn vị lớn chúng ta chia nhá ví dụ số 4 3 ngày thì bằng bao nhiêu phút à đầu tiên chúng ta đổi 3 ngày ra giờ, giờ đã mỗi một ngày là 24 giờ đúng không vậy chúng ta được 3 x 24 thì bằng 72 giờ đúng không sau đó chúng ta lại làm phép tính đổi 72 giờ ra phút thì chúng ta sẽ được là 72 x 60 phút hay nó cách khác sẽ bằng là 60.6212 này, nhớ một là 4320 phút. Yeah. 4 4230 phút. Yeah. Ví dụ số 5, 333 giây đổi ra phút. Vậy từ đơn vị bé ra đơn vị lớn chúng ta phải làm phép tính chia, đúng không? 333 chia 60. Đấy. Rút gọn cả tử và mẫu cho bao nhiêu? Rồi ba...